nó không còn xanh tươi nữa rồi, nó khô đi rồi. Nhưng mà trong này xin chào các bạn, đối với hoa dập dược thì nó có mấy cách để chúng ta bảo quản cái củ giống, giữ giống qua mùa hè. Đây là cái phương pháp mà mình đang bảo quản khô. Thì bảo quản khô nó gồm có mấy cái cách như sau. Thì cái video trước mình cũng có chia sẻ với các bạn rồi, sau khi cái củ hoa dập dược chúng ta đào lên và chúng ta để nó héo đi một chút. Đây, như cái củ mình đang cầm trên tay, cái chùm củ này các bạn này. Đây, cái thân cây này nó đã khô rồi, nó héo rồi này các bạn này. Đấy, nhưng mà những cái mầm nó vẫn đang mọc đây này. Để một thời gian ở trong nhà mát thì cái củ nó sẽ teo lại một chút. Và cái phương pháp lần trước mình chia sẻ cái video cho các bạn xem là mình bảo quản bằng cách là dùng cái sọt nhựa, nó mình nót cái ly lông ở bên trong. Sau đó là mình dùng cát khô hoặc đất khô. Mình rải trong đó và cứ mỗi một lượt là cát khô, một lượt đất khô thì mình lại xếp một lượt cái củ giống hoa được dược. Mình sẽ đậy kín nó lại và đem để trong nhà mát. Hôm nay thì video này thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái phương pháp bảo quản khô tiếp theo. Hôm nay thì mình sẽ dùng cái hộp mà chuyên đựng mì tôm này để mình bảo quản củ hoa được dược vào đây. Cái thùng này thì nó hơi lông, các bạn có thể kiếm cái thùng nó sâu hơn để chúng ta chứa được nhiều hơn một chút. Mình đã chọn được cái hộp cắt tông mà nó vẫn còn mới, nó cứng cáp như này, thì chúng ta tiến hành đục một cái số lỗ vòng quanh cho mình. Cái lỗ này mình đục để cho nó lưu thông cái không khí khi mà mình bảo quản cái củ giống ở bên trong, cho cái luồng không khí đã sẽ lưu thông ở bên trong này. Và tiếp đến thì mình sẽ dùng báo này các bạn này. Đây, những tờ báo, những tờ giấy này. Chúng ta dùng báo hoặc giấy. Ở đây là cái chùm củ hoa được dược nó đã héo rồi. Nó đã héo đi một chút rồi. Mình sẽ tiến hành mình bọc lại. Mình bọc lại như thế này các bạn nhé. Bọc như này. Và chúng ta tiến hành xếp vào trong cái hộp cắt tông này cho mình. Đối với lại cái phương pháp này, chúng ta có thể bọc cả chùm hoặc chúng ta có thể bọc những cái củ dời. Thì qua video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cả bọc củ dời và bọc củ liền. Thì đối với lại cái củ hoa độc dược này, chúng ta mà tách rời nó ra chúng ta bảo quản cũng rất là ok, chứ không nhất thiết chúng ta phải bảo quản cả chùm. Thì nếu mà chúng ta muốn bảo quản củ dời thì mình lại có cái phương pháp chia sẻ cho các bạn cách bảo quản củ dời. Thì như các bạn đang quan sát đây, trên tay mình đây lúc này đang cầm một cái chùm nó liền như thế này. Đấy. Cái thân này thì lúc này nó đã khô héo đi rồi này. Đấy, nó không còn xanh tươi nữa rồi, nó khô đi rồi. Nhưng mà trong này cái đầu cuống củ nó còn rất là tươi. Thì chúng ta sẽ dùng cái con dao tách cái chùm này ra. Khi mà tách cái chùm này ra thì chúng ta sẽ dùng con dao này, chúng ta lách sâu vào cái thân này, lách sâu vào trong cái thân để chúng ta hót được cả cái mấu ở đầu cuống củ này ra. Chúng ta lấy được cả cái mấu ở cái đầu cuống củ này ra thì sau này nó mới mọc được mầm. Nếu còn chúng ta mà cắt không có cái đầu cuống củ nó không có chỗ để mọc mầm đâu, sau này chúng ta trồng nó không mọc mầm đâu. Cây hoa được dược nó già đi thì là dinh dưỡng nó sẽ dồn xuống củ và cái thân này nó khô đi rồi thì chúng ta cũng không cần thiết nữa. Đấy, chúng ta chỉ cần cắt như thế này. Đấy, chúng ta đem bọc báo chúng ta bảo quản khô nó sẽ rất là tuyệt vời. Đấy. Nếu mà chúng ta muốn đánh dấu thì các bạn có thể dùng những cái bút như này này, chúng ta dùng những cái tang chúng ta viết và chúng ta buộc nó vào từng loại một, hoặc là chúng ta có thể viết trực tiếp từng tên của từng loại lên trên cái vỏ của cái củ này. Đấy. Thì đối với cái cách bảo quản mà mình dùng giấy báo mình bọc này thì các bạn có ít ý, thì các bạn khi đào củ lên chúng ta rửa sạch đi. Rửa sạch cái lớp đất này đi thì nó sẽ sạch sẽ hơn.
Đây là cái củ màu cam, thì mình sẽ đánh dấu cái chữ cam ở đây. Đấy. Các bạn mà có những cái tang chúng ta viết vào xong chúng ta buộc một cái dây chúng ta đeo vào đây. Đấy, đeo vào đây để chúng ta đánh dấu cho nó. Cái này trong cái hộp này, lúc mình đem đi mình trồng là nó sẽ có từng loại có tên đây, mình không bị nhầm lẫn được. Nếu mà khi đã mọc lá lên rồi, nhà vườn như nhà mình thì mình sẽ nhận dạng qua lá. Còn cái lúc mà nó chưa mọc như này thì nhìn để nhận dạng các màu sắc nó rất là khó. Khi mà chúng ta đào ở vườn về, nhất là chúng ta lại trồng nhiều màu, nó lẫn lộn nhau mà không đánh dấu được thì sau này nhiều khi chúng ta không phân biệt được. Thế còn nhà vườn nhà mình thì đã đưa vào trong khu vực bảo quản giống là loại nào là mình đánh dấu hết rồi, màu sắc như thế nào là mình biết hết rồi, mình nhìn qua củ là mình biết rồi. Còn đối với nhà vườn thì mình số lượng lớn thì khi thu hoạch thì mình sẽ để riêng từng loại một, thì mình đã nhận dạng từ cái lúc mà cây nó còn lá ngoài vườn rồi, mình đã biết loại nào đi lại đấy rồi. Mình sẽ cho một cái tờ báo mình bọc lại. Thì đối với lại cái củ này chúng ta có thể tách rời từng củ ra cũng được. Như mình thì mình thường hay tách những cái chùm mà nó có những cái củ mà nó liền liền nhau như này, thì thường thường là mình vẫn để một chùm ba củ như này. Đó, mình thấy cái báo mình bọc lại và cũng xếp vào trong này thôi, xếp vào trong cái hộp này thôi. Và tiếp đến này này, mình lại tiếp tục mình cắt tiếp. Củ nào mà mình tách ra là một củ thì mình sẽ tách một, còn cái chỗ nào mà những cái củ nó có cái đầu cuống củ nó nhiều, cái củ nó bấu vào thì mình sẽ để làm hai làm ba củ một chùm. Hay như cái củ này thì nó có cái đầu cuống củ đây và nó độc lập một mình thì mình sẽ để rời ra đây, đây như vậy này. Trong này hiện tại bây giờ cũng có một cái củ này, nó cũng có một cái đầu cuống độc lập, nó không chung đụng nhau, thì mình cũng cắt để mình cho vào mình bảo quản các bạn. Đấy, đây cái đầu cuống củ vẫn còn đấy các bạn, còn cái mấu đầu cuống củ. Thì cứ lần lượt chúng ta bọc vào giấy báo và chúng ta cho vào cái hộp này, lần lượt cho vào cho đầy thôi. Củ thời điểm này đào là rất là tuyệt vời rồi, củ nó ra rồi các bạn, củ rất là già rồi, chúng ta bảo quản được rồi. Đây, mình cứ gói nó vào đây này các bạn, không, gói xong không cần phải cuốn băng dính nữa. Mình gói như này, mình bảo quản như này thì những cái chùm củ này đã có cái lượt giấy báo này, nó cách nhau ra. Thì sau khi đã bọc giấy báo xong, đã xếp ngay ngắn ở trong cái hộp cắt tông như này rồi, thì mình sẽ tiến hành mình đóng cái hộp này lại. Đóng cái hộp này lại. Các bạn có thể dùng băng dính, các bạn dính lên đây. Xung quanh hộp đã có cái lỗ thông hơi rồi, lỗ thông gió rồi, thì nó sẽ không bị hấp hơi. Khi mà chúng ta đã đóng hộp xong như thế này thì các bạn để chỗ mát cho mình, để trong nhà chỗ mát cho mình, đừng để cái chỗ có lắng. Nhà kho, nhà bếp, nói chung cái chỗ nào có mát mẻ là các bạn để cho mình. Bạn để đến lúc nào các bạn trồng là do các bạn. Các bạn có thể trồng tháng 6 âm, tháng 7 âm, tháng 8 âm là chúng ta tiến hành trồng, hoặc tháng 9 âm chúng ta trồng. Cái mình càng trồng muộn thì cái củ nó càng héo, nó càng khô đi. Còn nếu mình trồng nó sớm sớm một chút thì thời gian bảo quản nó ngắn đi, thì cái củ hoa được dược nó đỡ khô kiệt, nó đỡ héo hơn. Đừng để cái nơi nó ẩm ướt nhé, nó ẩm ướt khi để thì các bạn là kê nó lên, đừng để nó chìm xuống nền thì là nó sẽ hút ẩm, nó làm cho cái hộp này nó sẽ ẩm ướt, nó mục đi. Còn trồng khi nào thì tùy các bạn. Thời điểm này thì củ nó già rồi, chúng ta đào lên. Nếu mà không trồng lại thì đấy, nó có những cái phương pháp bảo quản như mình đã chia sẻ ở trên. Thì các bạn chọn cái phương pháp nào nó phù hợp cho mình thì các bạn bảo quản. Video của mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một đăng ký kênh. Và nhớ chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo.
Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.